Đại Nga này tiếp tục đi quánh cá tra nha. Đánh ra cần hết trơn kìa. Còn mình còn đứng đây nè. Nay có cần thủ mini nữa nè. Gì nữa? Tục hoài. Này có lấy cần này không mới được. Không. Thôi đâu cần đó cho em đi anh Sang. Cần cá không? Để em lấy cần nhỏ em câu câu ở trong máy. Này, đây nay câu dắt theo con mèo nữa nha. Ôi trời, da mèo. Sớm giờ nhốt anh trong cái vỏ sách giờ anh. Này đây, này anh chạy lung tung beng nè. Mèo. Cái đó hả? Dạ đây nha. Thứ giữ nha, thứ giữ đi câu nha. Đây. Thì nó hò đó. Hai xuống dưới công nha ba. Có hai thẻ cho tôi ta. Trước nha. Đi cẩn thận coi chừng đó. Đó giờ chui vô đó nằm. À đi nó về đi nó đến trốn rồi nè. Nãy giờ bỏ vô đây thả chạy vòng vòng nó trốn nha. Mày cái đây coi. Thôi giờ mình để đi, mình đóng cửa lại mình đi câu nha. Đập đầu cái rô nướng nướng ăn nha. Nướng cái con gì nữa. Chừng nó câu. Nó câu con cá bự sang câu con bự của tôi nữa ngoại ơi. Lấy mà mày lấy cần lên cái anh. Cái này là cần mở bụng không ta? Mổ đi. Mổ không đi. Trong thùng này cũng có nè. Coi cái còn chừa cho Sang vài con cho nó khô tôi khô tổ ăn. Bữa đó nó thèm đó. Chết mẹ đập đầu chứ. Trong đây còn không? Còn được hai ba con vậy. Thì cậy nó còn nó cậy để cho nó đi. Dưới đây cũng còn được hai con nữa. Cậy đi như mình ăn nhiêu được rồi. Ờ những cái rô nè. Bằng bàn tay mình luôn nha. Bằng hơn luôn á. Cái bò gì đó này mà. Nãy giờ mình câu mình không quay, bây giờ mình bắt đầu mình nướng ăn mới quay nha. Mạnh ai mới lo câu không à, không ai quẩn quay. Đây, hai sâu này được 6 con. Có xin cái gỗ bự luôn em ơi. Nè, nhìn nhìn nè. Đây, đốt than nướng. Anh em ơi câu một thùng luôn nghe, bây giờ nướng nhiêu đây nhậu nghe. Mình câu mình ăn liền mới ngon. Chưa chín nữa nước miếng chảy nữa. Chụp bờ hình kỷ niệm coi. Có tội ngon chưa? Cá chín rồi Sang ơi. Đâu rồi? Đây nè, đồ nghề còn bỏ ngổn ngang nữa nè. Nướng một hồi chưa chín, giờ chuyển qua nướng khô trước nha. Nè, khô nè anh em ơi. Đi câu cá mà nhậu, giờ nhậu khô nè. Đi câu cá mà nhậu khô. Này là dĩa, này dĩa quý nha. Chứ không phải dĩa của Việt Nam, nói gành. Dĩa này ra chợ mua không có. Chợ mua không có. Dĩa này Ấn Độ nè. Dĩa này hai căn. Đó, có dĩa. Mấy con này nướng lâu quá, giờ mình để dĩ vô nướng cho nó nhanh nè. Đó. Cái gô nè, nó mới bằng bàn tay không anh em? Bự lắm, bự lắm. Công nhận nhìn cái gô thấy thèm thiệt chợ. Bằng tay thiệt chứ bộ. Bụng ngon, cà rùng.
4 ngón đúng không? 4 ngón. 4 ngón, 4 5 4 con. Cá này mà nhìn bự hơn cá rô nuôi luôn đó chứ giỡn. Nó không mà nó cục. Nó ú hơn. Nó mà nó cục, con kia nó dài thòn à. Con kia mà nó ốm nó cũng dài, nhưng mà nó mập nó cũng cục cái gì đó. Thôi nó lộn quá. Ê, anh lật cho cái bụng nãy chín mà mày lật lên kia hả? Lật cho cái bụng nãy chín, cái bệnh kia nó chữa rồi. Nay đi tới chỗ mạnh ai mới chia, mạnh ai mới chạy, mạnh ai mới câu không à. Không có quay nha, giờ mình quay nhậu thôi. Giờ mình chuyển qua tay này ha. 5 con cá chốt mà mặn 2 con nè, những cá chốt nè. Tội tội. Con chốt, cá chốt trong đây nó nhìn nó khác cá chốt ngoài sông. Quá trời mồi. Mày con cá này mình lúc có lúc mà quay trời ơi. Tôi cuốn mày. Cải nó vậy đi, ngồi cạo cạo da lên là ăn đâu, được. Vậy là đẹp đó mà ơi. Động gì là ngon luôn á. Đây nó ngu. Nó sao nậu nhỏ này không không chín. Rút ra để vô đây nè. Đó là tao đem theo dĩ nướng mà. Đây coi hai này dọn chén không mà hai anh cười lộn kìa. Cái này để uống nè, không có nậu. Uống nè phần dưới nè. Cái này để uống á. Cái trên để uống á. Từ từ nghe, gì đừng quýt lộn nghe. Rồi giờ để làm sao? Bây giờ để tường để làm sao? Thì để tường thì để tàu lao không? Tới đây tôi để chấm nước tường. Không tàu lao, tôi lấy tường miếng này nè. Lại có đồ chén làm đồ chứ có tương chấm thôi mà sùm vậy đó. Có tính mấy cây để nước đá. Nước đá không có chỗ để nè. Nước đá không chỗ để có cái xô kìa cha ơi. Cái xô kìa, có xô để giờ kìa. Đây còn hộp cơm mua từ sáng giờ luôn, mấy cái này chiều rồi chưa ăn nữa nè. Nước tương luôn nghe. Nè, nước tương, nước mắm gì đâu. Mari. À, lấy nước mắm đi ăn ngon không quên. Quá khứ rồi, này quá khứ đồ rồi, anh em ơi. Đây là chín nhiêu làm trước nhiêu. Vô anh em ơi. Vô câu gì nữa không anh ơi, vô nhậu luôn đi, câu gì nữa. Vô đi, nhập pen luôn. Rồi tính ngồi mày nướng luôn hả Quý? Làm đi tôi lại đem lại đây nè trời. Nướng từ sớm giờ mà chưa chín. Còn bắp, còn cà gì nữa, tùm lum hết chứ. Cởi áo giờ mát à. Để nằm ơi vô mâm nha, sáng giờ đi cực khổ giờ vô mâm nha. Không sao không ăn sao. Trời ơi cái hộp đó mà cá nướng. Trời ơi trời đủ. Để ta cầm cái. Qua gần. Đủ thứ má cái gô mà gì nè, cái gô nè anh em ơi. Đây nè nè nè. Để chứ bằng tay mới biết được. Thôi hai cá đó mẹ ăn luôn đi Sang ơi. Sao mẹ mày câu thôi vậy? Gì dạ? Anh câu nó câu con à. Ba con. Ba con mà còn là kia kìa, cá mà của hàng tăng nó câu con nữa. Gì hả? Ờ anh chứ đâu phải một người đâu. À, nhìn cái mâm bắt mắt chưa? Dính con này tôi la làng. Trời. Biết sao không? Dính gì dính cái con khủng lồ. Giật không có lên, đụng mới ăn. Chơi cho ăn không. Đây cái kinh mình câu cá đây nè. Giờ nhóm tụi mình nghỉ nhậu rồi còn mấy con anh kia em câu dưới nha. Thợ nướng cá còn nướng mới nữa kìa. Chuẩn mặt em. Con bị mà. Nói nãy cãi. Cái này mà đấy. Có cái này mà để vô đây á thì nó vững luôn, đấy mình chiên vô. Còn cái này ta để ngoài ta phải ta bút được. Anh không chịu. Cắt ngang đây coi. Đâu có càng cắt ngang. Đâu rồi cái chân dưới đâu rồi? Đúng rồi. Cái chân dưới đâu rồi? Kia đâu cái chân dưới đâu rồi? Đây nha, thợ nướng mới đem lại nha. Lọt đâu lọt. Đừng có đè nữa. Rồi, tụi uống ly. Đây, ly uống nước chế luôn nha, chứ không có ly đồ uống nữa. Đâu, giữ luôn nè, nó. Không giữ mắt sao trời. Trời ơi, trời. Mà anh em đi rượu nha. Ê, chưa cúng. Cúng rồi. Con cúng cá cha thôi, bao để nó uống đi. Tao cúng mày. Cúng cái cây. Cúng mày, cá cha đó rồi. Bẻ con cá vừa bự ăn, có đã, có pha thấy. Đây, để em bẻ ra. Trời ơi. Cái cá này cá chốt đi qua tận cách ăn thì hết sảy luôn.
thử nha, chấm muối nha, mặn sạch sẽ nha anh em. Tồi tồi. Thôi ăn này đi. Sang khoái ăn đậu nó đưa đầu nó đi. Thôi ăn miếng gan này mới ngon nhất nè. Ngon chút. Không. Tồi tồi. Ngon quá. Tồi. Nó ngon quá. Mời anh em luôn nha. Trời trời nó ngon trời. Cho con ly nó đi. Uống với vẻ hay quá. Ủa, nó uống đây, anh sang đi. Anh sang nó đi. Ông đâu chưa, ông chưa uống cho ăn hoài trời. Uống rồi mà. Anh uống chưa? Rồi. Quý, anh uống đi cuối á. Anh thêm ly nó đi. Ngon chưa? Khổ qua gừng nha anh em. Anh sang. À, vậy luôn. Có gì lấy khăn ướt luôn. Trời trời trời. Quá. Chưa gắn hổ. Vô. Thủ qua gần chấm muối nha. Để mình xếp dù leo sẽ ghi cơm gì đủ cho nha. Mời anh em dùng luôn nha. Con cá này tới giờ nướng nó giờ tới giờ cũng lên khối trong bụng mà. Biết sao không? Nó dính một con cá không gì còn lại á. Thảo hà lử đúng không? Này này là có khói nè, có khói nè. Cá lên khói vậy. Nó là bị thảo hà lử là nó bị một lưỡi dính cái còn lưỡi kia móc vô cọng cỏ. Téo không ra. Ừ, sao lên được, không gì nào lên được. Cái gì? Câu gì dở mà cá bự nhiêu là để mình để cho xác chỗ mình ăn chân này nha. Đậu má giỡn hoài bữa nay người ta cần hủ nó giỡn hoài. Này lâu lâu hên đường bữa em ơi dính được cá cha đâu khoảng 2 kg. Đấy không, ra ngoài tự nhiên là em quýnh. Bữa nào là cũng em cho đó, mà vô hầm nó đều cũng để hên lên đừng có cha khoảng 2 kg mà lo làng sụm nhưng kêu cả xóm tiếp luôn. Mình đâu có ớt ta. Có anh. Ớt nãy nè. Dầm hết trơn hết gì mà. Dầm hết rồi. Ok. Có ớt luôn á. Mình có ớt ăn nha. Đây nè. Ừ. Đây nè. Còn đây nè. Chờ lên khúc nữa kìa. Hồi nãy em chờ lên khúc kêu khoan cái dầm luôn rồi. Vô. Vô em ơi, mời anh em ly nữa nghỉ nha. Rồi ok. Hơn uống trước nha. Vô. Mời anh em nha. Không ăn hồi lại. Video mình tới đây kết thúc nha. Anh em xem nhớ like share đăng ký kênh ủng hộ nha. Mốt có đi câu rủ mình đi chung. Nè. Cứ ngựng con đi. Mẹ ăn hết đi, mày không hay mẹ ăn hết đi. Ăn cầu dính coi gò nó, anh Hưng ơi, con cá gô khủng lồ. Thiệt mà,